Thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào quang. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đó biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình yêu của si mê. Có chồng đào hoa mấy em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiến thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ. Nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào quang. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước, thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung, đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng, đôi mắt đa tình yêu của si mê. Có chồng đào hoa mấy em thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiến thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ. Nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu đào hoa. Người mang tính đeo bông, tình bay bướm lụy phiền khổ. Nhiều người khổ cuộc đời